Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với một cái series nữa nhá. Một con sâu người ngoài hành tinh cho bạn có biệt danh NDND. Ok, let's go. Lũ chào. Vâng, mới vào game đã lúc được một em rồi. Ái da, cái con vết chân chó này. Vết chân chó với chúng tôi. Uầy, thơm thế nhờ. À đây rồi. Uầy hà bưởi. Thanh niên này dẻo thế nhờ. Ây da, hai con rất dẻo luôn. Toang rồi. Con này thì lại bay màu. Áo tím của chúng ta không còn đường để di chuyển nữa rồi. Khoảng một pha quay xe không kịp ngáp luôn. Không kịp ngáp luôn. Quá nhanh và nguy hiểm. Wow, một con siêu to khổng lồ. Và con sâu này rất to luôn. Lụm chảo. Một pha bẻ lái siêu đỉnh. Đây rồi, áo trắng với chúng tôi. Chạy đi đâu cái con sâu này? Mày hà bưởi. Nhiệm vụ của chúng ta là đạt trọng lượng 40.000 điểm. Quay xe với em này luôn. Hết cơ hội cho em ý rồi. Và bẻ lái rất nhanh. Và một con sâu nữa. Lụm chảo. Thanh niên đang mải mê ăn đồ ăn các bạn ạ. Một pha quay xe không kịp ngáp luôn. Vâng, và đây là một con sâu Uka. Thanh niên sâu Uka của chúng ta đã bị khóa rồi. Wow, một con phượng hoàng nửa kìa. Vâng, đi lụm chảo đồ ăn miễn phí đã. Uầy, em phượng hoàng nửa của chúng ta đã bay màu rồi. Vâng, 40.000 điểm. Chúng ta đã hoàn thành được cái nhiệm vụ 40.000 điểm. Điều tiếp theo sẽ là top 1 server nhé. Ái da, con sâu mắt kính nhá. Ây da, tí nữa thì lại bay màu với pha vừa rồi. Một pha quay xe bất ngờ các bạn ạ. Rất may là mình kịp phản ứng.
Lưu chào ấy à. Thanh niên may mắn thế nhở. Thịt luộc luôn em này. Một pha thịt luộc đỉnh cao. Hoàng cứ gọi là đỉnh cao con ngao ngao. Ui, chạy đâu cho khỏi nắng. À, đùa với chúng tôi à. Con macaron này. Một bạn sâu macaron dám đùa với mình. Pha này thì lại khép mù rồi. Ui, thanh niên có một pha hồi sinh kìa. Ảo thật sự luôn. Nụ chào mày hả bưởi. Dám ca khịa trước mặt anh. Uầy, chỗ này đông thế nhờ. Và một em sâu loi nhoi. Một thanh niên mắt đỏ loi nhoi. Và đây là cái kết cho em ý. Đấu cho khỏi nắng bây giờ. Có vẻ như là một con macaron nữa thì phải. Wow, hai con rất to. Vàng lụm chạm, lụm chảo. Ây da, đông thế nhờ. Đấy rồi, quả môi cành sen hồng của chúng ta. Pha bè lái đi thẳng vào lòng đất. Khu vực này là hơi đông. Ái da, ai con luôn kìa. Đấy anh em ạ. Pha này thì lại hết nước chấm rồi. Vàng quá đỉnh luôn. Con sâu của chúng ta đã lên được top 14 server rồi. Tranh thủ lên top 1 server nào. Sau đầu hình bình hành nhỉ. Thanh niên chui vào đây là bãi màu rồi. Lụm chảo em một mắt này luôn. Đó, các bạn thấy chưa? Một pha di chuyển hợp lý. Thanh niên đã làm gọn trong lưới rồi. Dạ, con sâu to thế nhở. Sâu to với chúng tôi. Wow, con sâu này được đấy. Cái xác của nó nhìn rất dài luôn. Vâng, và đây là một con sâu cục pin.
ăn sâu hồng phấn rất đẹp luôn. Có thể nói là một trong những cái skin đẹp nhất server này. Các bạn đang xem video thì cho mình xin một like, một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đấy rồi, một pha quay sẽ đi thẳng vào lòng đất. Quá là ảo luôn. Đụng chảo, dám ăn hôi đồ ăn của anh à? Chạy đi đâu với con sâu tí hon này, dám chui vào đây lòi nhòi. Ây da, may mắn thế nhở. À, một em sâu đầu vuông. Uầy, đi cho pha vừa rồi. Và một pha quay xe hơi non anh em ạ. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.